cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn an toàn sau vụ đổ súng ở Florida, Mỹ xác định danh tính nghi phạm. Vụ đổ súng diễn ra vào chiều ngày 15 tháng 9, gần nơi cựu Tổng thống Donald Trump đang chơi golf tại khu vực West Palm Beach ở bang Florida. Theo Stephen Trump, phát ngôn viên chiến dịch tranh cử của ông Trump, cựu Tổng thống Trump vẫn an toàn. Mật vụ Mỹ cho biết cơ quan này đang phối hợp với cảnh sát địa phương để điều tra vụ việc liên quan tới cựu Tổng thống Trump. Trong khi đó, theo một số nguồn tin, một kẻ tình nghi có vũ khí muốn nhắm tới cựu Tổng thống Trump tại sân golf của ông và người này đã bị bắt giữ. Tay súng được các lực lượng chức năng xác định danh tính là Ryan Wesley Rao, hơn 50 tuổi. Người này mang theo một khẩu súng trường và chỉ cách ông Trump khoảng 300 đến 450 mét khi ông Trump đang chơi golf. Mật vụ Mỹ đã nhanh chóng phát hiện và bắt giữ tay súng khi tên này đang tìm cách chạy trốn. Đây là âm mưu ám sát cựu Tổng thống Donald Trump lần thứ hai trong vòng hai tháng, kể từ khi ông Trump bị bắn vào tai khi đang vận động tranh cử ngoài trời ở bang Pennsylvania hồi tháng 7. Nhà Trắng cục ngày cho biết Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris đều đã được báo cáo về vụ việc và thấy nhẹ nhõm khi cựu Tổng thống Trump vẫn an toàn. Trên mạng xã hội X, Phó Tổng thống Harris cho biết bà đã nhận được thông tin về vụ nổ súng, đồng thời khẳng định bạo lực không có chỗ ở nước Mỹ. Vụ nổ súng tại Florida diễn ra gần hai tháng sau khi ông Trump bị ám sát hụt khi đang vận động tranh cử ngoài trời ở bang Pennsylvania. Ông Trump đã bị bắn, bị thương vào tai trong khi một người tham gia sự kiện thiệt mạng và hai người khác bị thương. Việc mật vụ Mỹ thất bại trong việc bảo vệ ông Trump đã khiến giám đốc cơ quan này là bà Kimberly Triato phải từ chức sau khi ra điều trần tại Quốc hội. Tổng thống Mỹ Joe Biden nói gì về việc ông Trump bị ám sát lần hai? Theo Tổng thống Biden, ông đã được đội ngũ của mình báo cáo về vụ việc mà các cơ quan chức năng liên bang đang điều tra như một âm mưu ám sát cựu tổng thống Donald Trump. Kẻ tình nghi đã bị bắt giữ và Tổng thống Biden khen ngợi cơ quan mật vụ Mỹ cũng như các đối tác khác đã cảnh giác và nỗ lực bảo vệ sự an toàn của cựu tổng thống Trump. Tổng thống Biden cho biết ông thấy yên tâm khi ông Trump vẫn an toàn và hiện các cơ quan chức năng đang thu thập thông tin để điều tra vụ việc. Tổng thống lên án bạo lực chính trị và các loại hình bạo lực khác tại Mỹ, đồng thời cho biết ông đã chỉ đạo đội ngũ của mình cung cấp cho cơ quan mật vụ mọi nguồn lực, năng lực và biện pháp bảo vệ cần thiết để đảm bảo cựu tổng thống Trump tiếp tục được an toàn.